Xin chào tất cả anh em nha. Xin chào mừng anh em đến với kênh Tin Sắt Đã Thắng anh nha. Chỗ ở của em là ấp Minh Kiên, xã Minh Thuận, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang anh em ơi. Em mới về một ít máy phát điện với máy dầu nữa anh em ơi. Máy phát điện thì 20 cái. Cái này em phân ra luôn nhỏ nhỏ em bán cho anh em mình ha. Chỗ ở của em là giờ đây. Ấp Minh Kiên, xã Minh Thuận, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang. Mang kiến đen nhìn ngầu quá thôi. Cái này em lên cho anh em là 5 con máy phát điện đầu tiên trong ngày hôm nay anh em, cũng là cái video đầu tiên trong ngày hôm nay luôn. Mong anh em cũng như bà con cô bác mình ủng hộ nha. Con đầu tiên đó là con phát điện EC 10 động cơ Robin. Cái này hai thì anh em. Hai thì. Em mở bình xăng cho anh em mình coi nha. Thấy ở ngoài nó cũ kỹ nhưng mà ở trong nó đẹp anh em ơi. Còn xăng luôn. Đồng xăng đúng không? Ừ. Ôi, đồng xăng nó đẹp anh em ơi. Này giống như gái mà ra đường mà người ta bịt mặt á, mình không có biết, dễ hiểu lầm lắm anh em. Úi giời ơi, úi giời ơi, ơn giời. Con này chắc EI20 quá hả? Này có lẽ này là EI18 nè. 18 à. Còn cái này là EC10 anh em, này là động cơ hai thì của Robin. Đặc biệt cái dòng này nó chạy, anh em nào đam mê động cơ hay thì anh em nghe tiếng nó rất là đã. À, này nó em thấy nó là cái này là máy nguyên bản chưa dọn anh em ơi, chưa dọn nổ. Là nguyên bản anh em về tự dọn giùm em nhé, anh em bán nghĩa cho anh em mình. Cái này là nó phát hàng anh em. Cái này là phát hàng. Giờ phát điện cho hàng. Rồi là một cái. Em thấy để đây là EW120D. Còn đây là để 1 kW, ở đây là 2.5 kW. Nó thật sự anh em đừng cười em chứ em nhìn em biết miếng gì chết liền á. Em không biết. Tại khách hàng hỏi máy phát điện quá em lấy về bán cho anh em bà con cô bác mình về tự dọn thôi chứ. Đưa em nói gọn như này dây kia là em còn không biết đường em nói nữa. Rồi tiếp theo nữa là một cái con Robin EI18. Con này đặc biệt là kéo cái củ phát Hitachi anh em ơi, này rất là mới luôn. Đồng hồ sao đứt nè. 15A. 120A. Đặc biệt là những cái dòng máy mà của Nhật Bản mà người ta để cái thông số kilowatt là chắc chắn cho anh em là không bao giờ thiếu nha. Từ bằng tới hơn là người ta để không có xạo giống như là hàng của hàng Trung Quốc nha anh em. Cái này mình không phải chơi Trung Quốc cái gì nhưng mà thật sự là ví dụ như người ta để 1.8 kW nhưng mà anh em xài mát tải nó vẫn 2 kW được bình thường. Người ta để đúng công suất. Đúng công suất. Còn mấy ông nội Trung Quốc tôi là nó phóng. Cái máy 5 Trung Quốc mà dám để là 2.8 kW chạy gì nổi mà chạy không để gì đó. Anh em ơi nãy em nghe cho cháu nói cái thùng xăng này rất là mới luôn. Ơi. Anh không có kinh nghiệm anh móc gì chưa. Anh thiều không à. Cái thùng xăng rất là mới anh em ơi. Quá trời mới. Rồi con kéo hơi rồi chứ. Hơi hám ok anh em. Cái này nó bị tuôn em mở ra em coi coi nó còn xay được không. Nhưng mà hơi hám xay còn lại. Cái này anh em về dọn nhẹ cái là nổ anh em. Còn anh em nào mà chuyên về bên lĩnh vực phát điện này ha. Thì về xử lý giùm em ngang này hoàn toàn là nguyên xiên anh em. Nguyên kim. Chưa rửa luôn. Con mở nè. Bị con hơi xé xé trước rồi. Đó là con mới có dán cái quần lên nè con ơi, chưa có làm ăn gì được hết trơn. Nói chung là nguyên zin nè. Tao dán cái áo không? Mới dán cái áo à. Làm gì được tới cái quần. Toàn là bọn ác rồi, kêu bằng dê bậy không đó anh em ơi, dê dữ luôn á. Dập anh em coi này nó mới, nó màu. Đóng dập dịch. Ở chợ chút xíu ăn còn chỏ không. Rồi còn tiếp theo tiếp tục cho anh em mình đó là một con Suzuki. Cái này là nó 2 kW nha anh em. Cũng hoàn toàn chưa dọn nổ gì hết. Cái máy này thì mình máy nó nhìn quá trời dơ luôn, nó dơ giống hệt em luôn á. Cái này là động cơ 2 kW nguyên bản hết. Này em bán cho anh em mình một lô là 5 cái. Cái này cái thùng dầu thì nó hơi xét, thùng xăng hơi xét anh em ơi. Thùng xăng hơi xét nhưng mà nó còn sáng như cái thùng xăng loại này nó dậy lắm.
cái này trong đây là 5 cái, có cái này là lóc nằm nha anh, còn 4 cái kia lóc đứng. Để em kéo, nhờ con kéo nó đây, nó có lăn kia cho bà con bắt mình không. Lăn ok nha anh em. Chị giật anh em nhìn trắng tươi nè. Bây giờ còn trắng tinh luôn nè. Đó, bây giờ cái dài mà nó trắng vậy nè. Ở ngoài nó te tua gì đó. Giống như mấy người mà ta đẹp mà ta mặc đồ xấu xấu trong ngụy trang dùng cho đàn ông dê vậy đó. Đó. Mình săn mới chát luôn nè mày. Con thứ ba. Con tiếp tục nó là con Robin EI15. Con này anh em về xài gia đình là ok luôn. Phát điện mà mình để dành dự phòng luôn á. Cúp điện. Xài khỏi đi mướn hoặc gió rồi. Cái này em coi nó mấy kilowatt đây. Cái này nó đứt cái dây giật rồi nha mày. Mà được cái là thùng xăng nó mới tinh khiết luôn. Anh em nhìn thùng xăng này nè, còn xăng luôn. Sao em móc quá trời dở vậy ta? Ôi ôi anh em ơi. Còn xăng luôn này, lợi khúc luôn rồi. Cái bó xăng mới rồi. Tới câu chuyện luôn. Con này xứng đáng đồng tiền bát gạo luôn em ơi. Mày dám giật nó chạy luôn rồi. Xin qua. Ôi hay hám con này anh em ơi. Ở ngoài nó gì mà ở trong hết nói trời. Hay hám con này. Hay hám ngon lành. Cái này em nhìn em không biết nó bao nhiêu mấy kilowatt luôn á. Em dán, em dán cái đùi nó lên rồi nó lú chỗ nào không em nhìn em coi coi. Nghe cái nữa. Con nhìn thấy chỗ nào không chứ? Con này đây 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 đây. 1.4. 1.4 kilowatt anh em ơi. 1.4 kilowatt. Là cái này anh em xài quạt gió bóng đèn tivi là ok luôn, còn nếu mà chạy điều hòa thì nó chạy được có một cái điều hòa một anh em với vài cái bóng đèn nhỏ. Cái điều hòa của mình em nhớ là 750W, con này 1.4 nè, 1.400W. Đặc biệt cái máy này quá trời mới nên mới dữ lắm mới. Cái máy này thì con nhịn gì thì dám gắn giật vô giật nó chạy luôn đó chứ. Rồi con cuối cùng là con Suzuki rất là mới luôn anh em ơi. Suzuki này con này rất đứng 1.2. Cái này nó có quay cho mình dễ khiêng nè, rất tiện lợi luôn. Thích hợp cho anh em mà đi ra ngoài đâu nha. Bỏ theo mấy máy nhỏ nhỏ trên xe nè. Kéo đèn. Rồi quạt gió. Quá mới cái này em bảo đảm anh em là cực kỳ mới luôn, mà em mở nắp không ra. Anh làm ơn anh mở ra giùm em cái. Anh mở em dặn. Đó. Em chơi. Anh em nhìn nắp khăn lên nè. Trời anh chùi vô tay nó đâu có sạch, anh chùi vô đồ anh á. Anh dắt vô á. Chịu vậy ơi mình dắt. Cái đó khó lấy rồi, nó lấy không rồi. Lấy rồi. Em chuyên móc mày. Em chuyên móc. Cái lòng sâu quá. Đúng rồi. Làm lượt là chống chống gớt chống mắt luôn. Này là nguyên chi luôn anh em. Thôi cái này gặp cụ rồi móc nổi à. Không được rồi, thổi con ơi. Nhìn là biết cái bình xăng nó đẹp rồi. Móc con ra. Nhưng mà nhìn xăng này sáng chết anh em ơi. Nhìn qua qua lớp lưới nè. Nó chơi vô chứ nó không chơi ra đó. Được rồi con ơi. Anh em nhìn đây đẹp nè. Rất là đẹp luôn. Cái này cái lô này bảo đảm anh em về dọn nhẹ cái là chạy dọn nhẹ cái chị. Anh em về tự xử điện giùm em nha. Cái này nói chung là nguyên si, em để nguyên bản em bán đang cho nó rẻ một tí xíu cho anh em mình dễ xài. Rồi em cũng xin báo giá anh em mình luôn. Cái này em bán anh em đồng giá hết. 2.5 triệu một cái. Lô 5 cái là bán theo lô mấy giá này anh em bao ship luôn. Còn nếu anh em nào mà mua tự chuyên chở ha. Thì em tới anh em là 2.2 triệu một cái. Tự tới nơi mình lấy á. 2.2 triệu một cái. À, giá bán nguyên luôn anh em, chứ không cái này là chưa xé lẻ ra. Xé lẻ ra thì em bán giá khác anh em. Cái này giống như anh em lấy cái đầu máy này ra. À, anh em xài ok luôn. Rồi.
Rồi em xin nhắc lại lần nữa nha. Cái lô này em bán anh em là 5 cái. Giá mỗi cái là 2,5 triệu em bao ship. Là 12,5 triệu bao ship nha. Còn anh em nào mà tự vận chuyển được á thì em trừ lại cho anh em mỗi cái là 300 ngàn, là 2,2 triệu. Anh em nhớ lưu ý nha, 2,2 triệu. Rồi anh em lại tới chỗ anh em lấy. Rồi anh em nào làm được cái lô 5 cái này thì hú em ha. Máy này là nguyên bản nguyên si, chưa chùi rửa gì hết nha. Rồi em cũng xin kết thúc video tại đây nha. Cảm ơn anh em cũng như bà con cô bác rất nhiều. Chào tạm biệt anh em.